Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu địa phương cho sản phẩm địa phương là yêu cầu thực tế, là biện pháp xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng và phát triển thị trường. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý là vấn đề quan trọng mang tính sống còn cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là cà phê tại Đắk Lắk. Hiện nay đã có 10 quốc gia vùng lãnh thổ đồng ý bảo hộ nhãn hiệu Buôn Ma Thuột cà phê. Thời gian qua, Đắk Lắk luôn chú trọng quảng bá cà phê Việt Nam nói chung và cà phê có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột nói riêng đến với nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhờ vậy, sản lượng cà phê nhân của Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk được nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tiêu thụ ngày càng tăng. Chỉ riêng niên vụ 2015-2016, cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu sang 75 nước vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 5 thị trường mới so với niên vụ trước là Genoa, Genova, Guatemala, Iran và Panama. Đặc biệt, các nước Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức, Mỹ là những nước tiêu thụ sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đắk Lắk nhiều nhất. Bộ Công Thương trực tiếp thông qua dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hoàn thành thủ tục và bảo vệ một cách thành công hồ sơ của chúng ta để được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, và để được bảo hộ một cách hiệu quả và bền vững thì chúng ta cần phải thực hiện theo cái quy trình tổng thể và thống nhất. Năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đứng tên danh bạ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp đăng bạ có giá trị bảo hộ trên toàn Việt Nam. Đến nay, đã có 10 doanh nghiệp được cấp quyền chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Trên diện tích 15.000 ha, sản lượng đăng ký hơn 46.600 tấn. Chỉ dẫn địa lý là công cụ mang đến giá trị gia tăng khi giá cộng thêm của mỗi lô hàng có chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột dao động từ 30 đến 60 đô la Mỹ một tấn. Còn với các hộ nông dân là 300 đến 400 đồng 1 kg cà phê nhân. Hoạt động xúc tiến chúng tôi là tập trung làm sao để cho các cái doanh nghiệp đi sau vào công tác xây dựng thương hiệu, đặc biệt là xây dựng thương hiệu ở có tiếng ở thị trường nước ngoài, như là trong cái bảo vệ và phát triển cái chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Thì hiện nay là hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột là được sự ủy quyền của tỉnh đã đăng ký bảo hộ các sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột ở thị trường của các nước đã được đăng ký bảo hộ. Hiện nay, Đắk Lắk có trên 203.300 ha cà phê, trong đó có gần 193.000 ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch, với sản lượng mỗi năm đạt từ 450.000 tấn cà phê nhân trở lên. Đây cũng là địa phương có diện tích sản lượng cà phê vối nhiều nhất trong cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nhật ký mới chỉ ghi chép số liệu về sản xuất chứ chưa có số liệu về thương mại. Sản phẩm giao dịch trên thị trường còn hạn chế, việc quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, thị trường quốc tế còn nhỏ lẻ, thiếu những chiến dịch quy mô lớn, khách hàng chưa nhận biết rõ việc cà phê có chỉ dẫn địa lý, cà phê Buôn Ma Thuột. Cần phải có những cái sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo, của bộ ngành, cũng như trung ương, cũng như trong tỉnh, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có những các cái vị trí, rồi có những cái cơ chế chính sách để cho hạt cà phê của Đắk Lắk sẽ nâng cao được cái giá trị sản phẩm cho người nông dân và nó ổn định được cái giá trị. Cùng với lợi thế về đất đai, khí hậu và bề dày lịch sử, cà phê Buôn Ma Thuột ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong nền sản xuất hàng hóa của Đắk Lắk. Giá trị sản phẩm cà phê hàng năm chiếm 35% GDP và 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Sắp tới, khi các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU có hiệu lực, thì chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột sẽ tự động được công nhận và bảo hộ trên toàn lãnh thổ EU. Do đó, các tổ chức có liên quan đến quản lý chất lượng cần tiến hành việc cấp chứng nhận chất lượng hàng năm cho cà phê có chỉ dẫn địa lý tại Đắk Lắk.